Đi lấy trứng. Con. Đi lấy trứng. Một mình nữa. Nhớ được rồi. Đi nắm tay. Thôi ba có một mình ta. Ba ơi, sao con đi được? Kêu quá. Từ từ. Con phê. Đi nha. Con phê. Đi. Đi. Đi lấy trứng thôi. Bước qua. Cúi xuống. Đi đi. Lấy cái bỏ nhẹ thôi, nó bể bây giờ. Bỏ nhẹ nhẹ đó, đừng có thả. Coi cầm nè. Coi cầm. Rồi đi. Hết trứng rồi. Đi. Hết trứng rồi. Thử coi cái này còn trứng không. Không. Đi trong này có nhiều trứng nè. Đi. Đi trong nhà này. Cầm của nhưng nó bể, không có sóc nó lên. Rồi. Ừ, con nó có đẻ không? Hay cái con nó có đẻ trứng không? Bể bây giờ. Trứng gì? Ba sẽ rửa nó. Gì ba? Ba.
Ba. Bùm. Thả tay vô. Bùm. Bùm. Dưới đó, ở dưới bụng nó. Mở tay vô đi. Dỡ bụng mới lên. Không. Nhanh. Rắc bây giờ. Rồi, gà nãy chạy vô. Thấy trong đó mấy con này chạy ra ăn con. Đó đó. Đang bừng ra đi ba. Hử? Bừng ra đi ba. Đây bên này, bên này. Bên này. Cắn đi. Cắn thử. Cắn đi, kéo xuống cắn đi. Ba cắn gì ba? Hai đũa ở đâu? Hai đũa ở bên kia. Đi. Cay lắm. Hai đũa đủ đi. Con hái đi. Đủ. Đây là. Đây là.